quà gì? Đây là mỗi món quà gì đó? Quà wow, nhiều em búp bê con quá nhỉ. Đây là con gì ta? Này là Mimi. Ừ, Mimi. Cháu Si. Cháu Si gì nữa? Mami. Mami rồi chắc Si. Rồi Bi Bi. Bi Bi. Bác. Cháu gì? À cái này là ba. Ừ. Em này em tên là Su Su. Su Su. Và Nana. Nana. Đã bị thay đổi. Sao nhiều các em búp bê nhỏ hả? Nhiều búp bê lớn. Đó là búp bê nhỏ nằm sắp hàng hả? Dạ. Ai là chị, ai là em? Mấy búp bê đó ngồi được không? Dạ được. Cho búp bê ngồi một hàng đi. Rồi quay mặt xuống khán giả. Rồi. Ngồi hết lên cùng, quay mặt xuống khán giả nha. Cho ngồi hết một hàng lên cái cùng đó. Cái này tủ dép. Ừ. Bây giờ cho các bạn ngồi mày quay mặt xuống. Xong con này xong rồi. Ừ. Đây là bướm bướm. Bướm bướm. Búp bê bướm bướm hả? Chị bướm bướm đấy. Ừ. Chị bướm bướm là chị hai. Rồi một em búp bê chị hai. Rồi tiếp theo là búp bê gì nữa? Em Út. Em Út. Em Út không có mang giày nha. Ừ, em Út hư quá. Không mang giày là dơ lắm nha. Mẹ. Ba. Ừ. Em Út nói chị hai ơi, em muốn mua giày đôi gót. Không chị, họ không có cho. Cuối cùng em Út vẫn còn vừa chớp. Chớp chị hai mang đôi giày đôi gút đó. Rồi. Nếu mà các bạn thích kênh của Pina Channel, các bạn có thể nhấn nút subscribe hoặc là bấm nút đăng ký để coi nhiều video hay hơn nữa nha. Đúng không Pina? Ừ. Bé sữa channel. Xong, con này là con bướm luôn. Ừ. Hai chị bướm bướm. Wow. Một người bạn váy màu xanh, một người bạn váy màu tím, một người bạn váy màu hồng. Hai người bạn có con bướm, tên là gọi là con bướm. Wow. Chị này tên là có nhộm tóc nhiều màu quá. Cây cài. Thank you.
này là con. Em bé béo tên gì? Con này con tên là Nguyên Nữ Thằng thằng Bướm. Nguyên Nữ Thằng Bướm. Búp bê này có mái tóc đẹp quá. Các bạn nhìn kỹ coi, cái mái tóc của em búp bê này nhiều màu sắc nè, thấy chưa? Có màu xanh nè, màu hồng nè. Còn bạn em búp bê kề bên là tóc màu đen. Rồi em búp bê kế tiếp nữa là bằng quần áo màu tím. Có lẽ em búp bê ở ngoài còn bên trái là bằng quần màu xanh. Còn em búp bê cuối cùng là bằng áo màu gì? Bằng áo màu màu vàng hả? Màu vàng. Ồ, chúng ta còn rất nhiều em búp bê nha. Đây là con My. Rồi, còn đây là dép của búp bê nha các bạn. Xíu nữa chúng ta sẽ mang dép lên búp bê nha. Dạ alo. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ 500 ngàn ạ. Dạ. Dạ quay phim 1 triệu rưỡi ạ. Dạ. Chụp là 500 mà quay là 1 triệu rưỡi. Dạ chị là Thanh Nôi là sinh nhật hả? Dạ Thanh Nôi thì thông thường thì đặt chụp hình với quay phim chung. Thầy chụp hình xong mà sau này muốn coi lại cái gì thì học không có để coi. Đó là kỷ niệm đầu đời con bé. Dạ chị tính làm ngày mấy vậy? Ngày mùng 3 Tây. Ngày mùng 3 tháng 10 ạ. 30 là thứ hai, thì sao nữa? Hôm nay là 16. Mùng 3 Tây mình nửa tháng nữa. Dạ, dạ được. Dạ, quay là bên em quay full HD cho chị coi. Nếu mà có màn hình full HD là coi cực kỳ đẹp. Bên em sẽ cốp hai dạng cho chị. Một dạng là file 2 full HD, chị sẽ coi trên USB lúc vô máy tính coi để. Dạng thứ hai là DVD theo truyền thống, thì chị có đầu đĩa thì mở ra chị coi. Thì đầu đĩa nhà ai coi cũng được. Còn bên em sẽ cốp riêng một cái file full HD cho chị. Và chị sẽ coi nếu mà có máy tính hoặc là có TV bự 24 chính nên TV chị bây giờ ở câu là cực kỳ nét luôn. Nhớ cái đó, bên em quay là quay với chụp là rẻ rồi, người ta quay cũng 1.7 triệu là chụp là 700-800, còn bên em mà lấy giá rẻ để cạnh tranh với những người khác mà chất lượng này có tiền đẹp hơn. Quay dạ quay thì dạ quay xuất tiện chị, bên em sẽ có mặt đầu giờ từ lúc đón khách cho tới tàn tiệc cho chị, nghĩa là chụp thoải mái không tính số lượng. Rồi cuối tiệc giao luôn hình cho chị, cuối tiệc là chị sẽ có hình coi luôn. Còn phim thì bên em sẽ xử lý từ 3 tới 5 ngày, rồi bên em sẽ giao file giao đĩa phim cho chị. Dạ chị đặt ngày 3 tay hả? Dạ, số điện thoại này của chị luôn hay sao hả? Dạ, chị cho em cái địa chỉ của cái nhà hàng mình cần làm chị là. Dạ. Lê Văn Quế, Bình Trị Đông. Dạ, phường gì ạ? Là sáng mai chị có ở nhà không, em qua gặp chị ký hợp đồng luôn à. Dạ có. Dạ rồi. Dạ chắc tầm khoảng 9-10 giờ gì đó. Dạ được, anh nói được không ạ? Dạ được. Rồi chị cho em cái địa chỉ nhà của chị nè. 117 Dạch 1C. 1C.
quận 6 mà đãi hết một bình tan hả sao vậy mà. Quay em à dạ dạ rồi dạ mình cảm thấy nhà hàng là tốt thì mình đặt nhà hàng đó được rồi. Dạ sáng mai em gái qua em đổi trước cho chị, em đổi số này cho chị thôi cho rồi. Dạ rồi, dạ chị tên gì để em lưu lại chị có biết. Dạ rồi em chờ chị tiếp sáng mai em gọi cho chị. Ba quay con ấy đi, ba đang quay mà. Nhiều em búp bê chưa? Rồi xin chào các bạn, hôm nay chúng ta quay trở lại Tina gỡ những đôi giày. À bây giờ Tina hãy đem những đôi giày lên cho các bạn coi nè. Wow, đôi giày đó màu gì vậy? Màu vàng. Em này màu sáng. Các bạn có thấy không? Ồ, mấy đôi giày kia màu gì? Con phải cho các bạn biết đôi giày màu gì nha. Mày mèo chụp được không? Học to đùng chà bá đây các bạn. Học to đùng chà bá đây các bạn. Ủa mở cái đôi giày đó trước đó chưa? Coi đôi giày mà. Coi chị mè. Coi cái đôi giày trước đi hả? Bây giờ mình sẽ bây giờ hợp đồng trước là si già mai nhỉ các bạn. Chú bóc mà, chú bè Barbie. Cô luôn cái hộp này luôn hả? Cái Barbie. Mình sẽ để ở đây nữa mình khơi. Mình cho các bạn coi từng đôi giày trước. Đôi giày mà con lấy từng đôi giày ra cho các bạn coi đi. Màu gì con mới nói chứ các bạn màu không biết màu gì đâu nha. Màu vàng đó. Màu chanh lục chuối. Màu chanh lục chuối. Màu cam. Màu cam. Màu hồng. Màu đỏ. Nhiều dài quá là các bạn không có nhớ đâu hết. Màu gì nữa? Màu hồng. Màu xanh da trời. Màu tím. Màu hồng. Quá trời luôn hả? Màu xanh. Màu đỏ. Đâu bút hả? Màu tím. Con mới cho các bạn coi, chỉ cho các bạn coi từng đôi. Đâu đó là để làm gì, đâu guốc hay là đâu bút nha. Đâu guốc. Màu đỏ. Quá trời nó dài đúng không hả? Màu đỏ. Màu hồng. Màu cam. Màu tím. Màu xanh da. Quá trời luôn. Đồ bút. Trời bây giờ mình sẽ chấm những cái bộ kia nhé.
Nghe Hiểu ơi. Chiều đi làm à, hai chiều 5 giờ mấy đi làm rồi không đứng lớp nữa. Bây giờ mình chỉ mấy thầy bạn hả? Mấy bạn là mấy thầy bạn hay nó nghỉ mưa. Hào hào đại con Hằng nó dễ lắm lớp. Cuối cùng